Bạn thân thiện nhân lên tiếng úp mở có uẩn khúc đến cả Cẩm Ly còn chưa được biết về học trò. Bạn thân từng thi chung với thiện nhân trong The Voice Kids 2014 Mai Chí Công mới đây đã có những chia sẻ xoay quanh chuyện tình cảm của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, thái độ úp mở của anh chàng khiến nhiều người càng thêm tò mò. Nguyễn Thiện Nhân đăng quang giọng hát Việt nhí vào cuối năm 2014 ở tuổi 12. Cô chinh phục khán giả đầy thuyết phục và là một trong những giọng ca được yêu thích nhất từ The Voice Kids. Ngoài thiện nhân, team Cẩm Ly mùa giải năm đó còn có những nhân tố xuất sắc không kém. Trong đó phải kể đến chàng trai mắt hí Mai Chí Công, nam ca sĩ từng được cô giáo Cẩm Ly ghép cho hát chung với thiện nhân. Chính vì thế, cả hai có mối quan hệ bạn bè khá tốt. Mới đây xuất hiện trong một chương trình, khi được hỏi về những lùm xùm liên quan đến người bạn thân thiện nhân, Mai Chí Công đã đưa ra những quan điểm riêng của mình. Nam ca sĩ cho biết, mình cảm thấy hơi buồn, đồng cảm và thương bạn thiện nhân. Mình không ở trong vấn đề của bạn, nên mình không thể nói nhiều hay phán xét, chia sẻ gì nhiều cả. Chỉ là mình cảm thấy hơi buồn. Khi được hỏi kỹ hơn về nỗi buồn của Mai Chí Công, anh cho biết, thật ra có rất nhiều điều để buồn, nhưng không nói cụ thể nỗi buồn ở đây là gì. Thái độ úp mở của Mai Chí Công khiến nhiều người tò mò. Được biết, thiện nhân không thường chia sẻ chuyện gia đình cho người bạn thân của mình bởi vốn cô là một người sống khá kín tiếng. May mắn hơn, cô bạn thân Mai Chí Công cho biết, anh luôn được gia đình ủng hộ. Tuy không phải lúc nào cũng vậy, nhưng người nhà sẽ luôn lắng nghe và cho nam ca sĩ lời khuyên. Ngoài ra, Mai Chí Công cũng có cho mình khoảng không gian riêng tư để suy nghĩ, giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. Những ngày qua, thiện nhân và người tình đồng giới vẫn là từ khóa thu hút sự chú ý của khán giả. Vụ việc không có gì đáng nói. Nếu gia đình quán quân giọng hát Việt nhí 2014 không lên tiếng khẳng định, NT, người yêu đồng giới của thiện nhân, là người không đáng để con gái yêu thương. Gia đình nữ ca sĩ cũng cho biết vợ chồng Cẩm Ly và Minh Vi vô cùng yêu thương thiện nhân, nhưng mọi người cũng muốn một lần để nữ ca sĩ tự quyết định và chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Cụ thể, khi đối diện với những lùm xùm của học trò, nữ ca sĩ Cẩm Ly chỉ im lặng. Mới đây, bà xã Minh Vi còn thoải mái kỷ niệm 18 năm ngày cưới với chồng nhạc sĩ. Trước đó, nhạc sĩ Minh Vi, chồng của Cẩm Ly, từng chia sẻ với Dân Trí câu chuyện thiện nhân muốn dừng việc ca hát để tập trung vào kinh doanh. Nam nhạc sĩ bày tỏ sự thông cảm với dự định của học trò. Anh cho rằng thiện nhân tôn trọng nên mới ngỏ lời xin phép, cũng như thông báo cho vợ chồng anh. Thật ra thiện nhân tôn trọng nên xin phép như vậy, chứ vợ chồng tôi cũng không có quyền gì ngăn cản cuộc sống của nhân hết. Tôi cũng trả lời rằng con có cuộc sống riêng của con, sau này có khó khăn thì cô chú vẫn tư vấn. Đến ngày sinh nhật của tôi, nhân vẫn gửi quà, nam nhạc sĩ chia sẻ với Dân Trí. Nhiều người cho rằng Cẩm Ly chỉ thực hiện trách nhiệm cô trò khi còn nhiều giấc quán quân giọng hát Việt nhí 2014. Hiện tại, thiện nhân đã có cuộc sống riêng nên vợ chồng nữ ca sĩ không can thiệp gì thêm là điều dễ hiểu. Bên cạnh đó, Cẩm Ly và Minh Vi vẫn được coi là những người thân thiết của thiện nhân nên khán giả hy vọng họ có thể dành nhiều lời khuyên cho nữ ca sĩ trong vụ lùm xùm. Thiện nhân nên duyên với người yêu đồng giới không sai, nhưng điều dư luận quan tâm là những chia sẻ trái ngược từ gia đình nữ ca sĩ. Gia đình thiện nhân cho biết, nửa kia của quán quân giọng hát Việt nhí 2014 không phải người xứng đáng để yêu, thậm chí người này còn không tôn trọng vợ chồng Cẩm Ly Minh Vi. Gia đình tôi rất biết ơn tôn trọng cô Cẩm Ly và chú Minh Vi, nhưng NT lại có những lời lẽ không hay, nói tại sao lại cho nhân đi hát những show nhỏ lẻ. Trong khi đó, chương trình mà nhân đi hát lại là sinh nhật của cô Cẩm Ly. Điều này động chạm rất nhiều đến lòng tự ái và sự tôn trọng của gia đình tôi với cô Cẩm Ly, chú Minh Vi. Anh trai thiện nhân chia sẻ trong buổi phỏng vấn với báo chí.